mắc đầu tiên tại Việt Nam. Dù vẫn chưa được mở bán chính thức nhưng khoảng 23 giờ tối qua, iPhone 11 Max Pro đã có mặt tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile thành phố Hồ Chí Minh. Hộp đựng iPhone 11 Max Pro có thiết kế khá đơn giản với tông màu đen. Mặt trước hộp là hình ảnh của máy được in nổi, phía sau hộp là một số thông tin về sản phẩm. Ngoài sản phẩm, bên trong hộp còn có các phụ kiện đi kèm như tai nghe, cáp sạc và đặc biệt là củ sạc nhanh 18W cổng Type-C lần đầu tiên được Apple tặng kèm với máy. Ngay tại thời điểm ra mắt, iPhone 11 Pro Max thu hút nhiều sự chú ý bởi những cải tiến như màn hình lớn, thời lượng pin dài, cấu hình mạnh mẽ và đặc biệt là có cụm camera vô cùng độc lạ. Điểm khác biệt lớn nhất của iPhone 11 Pro Max chính là phần mặt lưng của sản phẩm. Apple đã đi một nước cờ vô cùng táo bạo khi đặt chọn cụm ba camera và đèn flash vào trong một chiếc khung vuông vức. Tuy trước đó đã có nhiều thông tin và hình ảnh rò rỉ về thiết kế độc đáo này, nhưng thời khắc Apple chính thức công bố siêu phẩm mới với thế giới, cụm camera hình vuông vẫn gây xôn xao và tạo ra nhiều tranh cãi. Về phần mặt trước, iPhone 11 Pro Max không có nhiều thay đổi khi vẫn trung thủy với chiếc tai thỏ, máy vẫn được sử dụng màn hình OLED với kích thước 6.5 inch, được tích hợp công nghệ Super Retina XDR, hỗ trợ HDR, True tun và đạt độ sáng lên đến 2000 nits nhưng vẫn tiết kiệm đến 15%. Về cấu hình, iPhone 11 Pro Max sử dụng con chip Apple A13 Bionic chạy trên tiến trình 7nm. iPhone 11 Pro Max có viên pin lên đến 3500 mAh. Cùng với con chip A13 tiết kiệm pin, thiết bị sẽ có thời gian sử dụng dài hơn đến 5 giờ so với thế hệ trước là iPhone XS Max. Hiện tại, giá bán của chiếc iPhone 11 Pro Max này vẫn chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ rất cao.